Vâng, chào mừng các bạn đến với bài học cuộn dây trong laptop của chăm sóc laptop. Sau video này anh chị có thể là hiểu được cấu tạo nguyên lý hoạt động của cuộn dây và cách đo đạc để kiểm tra linh kiện này còn sống hay không. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết. Thì cuộn dây nó được sử dụng rất là thông dụng trong cái mainboard của laptop, rất là nhiều cái chức năng khác nhau. Đối với trong mainboard này chúng ta có thể sử dụng ở trong là cuộn dây lọc nguồn CPU. Cuộn dây này ở phục vụ ở trong khối nguồn VGA, mạch sạc pin và khối nguồn 3V 5V. Ngoài ra thì cuộn dây nó còn phục vụ, nó nằm trong biến thế cách ly. Ở đây là một cổng LAN, nó sẽ lấy dữ liệu từ cái cổng LAN đưa vào và nó sẽ thông qua cái cảm ứng từ và nó sẽ đưa vào IC LAN. Ngoài ra thì cái cuộn dây nó dùng trong loa và cái quạt của laptop thì nó cũng dùng là cấu trúc từ trường trong cuộn dây. Thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết là cái cuộn dây nó hoạt động như thế nào. Thì cuộn dây nó ký hiệu là chữ L hoặc chữ BL, đơn vị nó là Henry. Sau đây là mình sẽ đi vào phần cấu tạo của cuộn dây. Cuộn dây nó được cấu tạo từ một số vòng dây đồng phủ một lớp cách điện. Lớp ngoài là lớp màu vàng là lớp cách điện anh chị. Là một loại dây đồng, nó được phủ một lớp cách điện. Phần lõi của cuộn đồng tùy theo từng loại mà nhà xuất người ta thiết kế thì nó sẽ có những cái loại lõi khác nhau. Ví dụ đây là lõi không khí nè, là không có lõi đó các anh chị, lõi không khí. Đâu là lõi thép kỹ thuật thì dùng cả lõi thép và các vật liệu là ferric. Thì tùy theo cái nhu cầu của nhà sản xuất mà nó sẽ có những cái thiết kế ra những cái cuộn dây khác nhau. Trong đây có rất là nhiều loại áp dụng ở trong laptop, nhưng cuộn dây này áp dụng trong laptop rất nhiều. Đây là hình dạng của những cuộn dây, hình dạng thực tế của nó là trên mainboard. Đây. Đây là hình dạng của những cuộn dây nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Thì thực chất nó là một sợi dây đồng và được quấn thành nhiều vòng. Và nó tạo ra từ trường, cuộn dây thì nó sẽ tạo ra từ trường. Thì trên laptop thì cái cuộn dây này nó ít xảy ra về hư hỏng. Những cuộn dây lớn này ít xảy ra hư hỏng. Thì có những cuộn dây nhỏ như thế này nó hay bị đứt nè, nó có những cái sợi dây đồng rất là nhỏ và nó dễ bị cháy, tại vì nhà sản xuất thì dùng giống như những cái cầu chì để bảo vệ đó các anh chị. Hoặc là những cái nhỏ này thì thông thường những cái lớp mica ở ngoài này, cái lớp mà cách điện đấy thì nó sẽ bị trầy xước và nó có thể xảy ra là sự cố và nó lỗi cái cuộn dây thôi. Và thông thường ví dụ trong quạt và trong loa thì hay bị đứt, đứt loa và cả đứt quạt thì chết. Chết cuộn dây loa, cuộn dây quạt thì có bị nhiều. Còn đối với những cuộn dây trong laptop thì thông thường là những cuộn dây lớn này ít có bị hư. Và chỉ hư những cuộn dây. Đây là hình dạng thực tế của trên mainboard và chúng ta xem hình dạng thực tế nó có trên cái sơ đồ mạch như thế nào. Nó ký hiệu chữ L hoặc BL, đây là cuộn dây BL17. BL17 hình dạng trên sơ đồ của nó là như thế này. Chúng ta có một cái công thức mà để tính toán là để mà đo đạc cái cuộn dây này. Một cái công thức là giống như trong tụ điện thì mình sẽ có một cái công thức là ZL bằng 2 nhân pi nhân cho F nhân L. Trong đó là ZL là cảm kháng, đơn vị là ohm. Nó có cái thay vì đo cái cuộn dây thì chúng ta đo xem cái cảm kháng của nó là cái một cái nó tương đương với một con điện trở là bao nhiêu ohm. Tương đương với một điện trở là bao nhiêu ohm thôi. Tại vì nó đơn vị nó là Henry. Và trong khi sửa chữa thì chúng ta tính toán là cái cuộn dây nó tương đương với một con điện trở là bao nhiêu ohm. Anh dựa vào công thức trên thì chúng ta thấy là cái 3.14 là hệ số pi, F là một cái hệ số tự cảm của cuộn dây, nó phụ thuộc vào cái dòng mà vòng dây quấn và cái chất liệu lõi. F là tần số của dòng điện một chiều, thì đối với dòng điện một chiều là nó có tần số là bằng 0 hạt Hz, đơn vị Hz. Thì trên tài liệu có ghi bị nhầm những cái gì, trên tài liệu ghi là dòng điện xoay chiều. Nhưng mà đây là tần số của dòng điện một chiều là F bằng 0. Thì chúng ta sẽ có công thức là cảm kháng của cuộn dây mà khi nó đi qua một cái cuộn dây nó có hệ số tự cảm là bằng 1 và có tần số là bằng 0. Thì chúng ta thấy là cái kết quả của nó là ZL sẽ bằng 2 nhân pi nhân cho 0 nhân cho 1 bằng 0. ZL lúc nào bằng 0 ohm thì đồng nghĩa với việc là cái dòng điện một chiều nó đi qua cuộn dây một cách rất là dễ dàng. Thì từ công thức trên chúng ta thấy là cảm kháng của cuộn dây nó tỷ lệ thuận với tần số và hệ số tự cảm của cuộn dây. Tần số càng cao thì nó đi qua cuộn dây càng khó khăn. Và tính chất là nó ngược lại với tụ điện. Thì có nghĩa là dòng điện xoay chiều
thì đi qua tủ rất là dễ dàng, nhưng dòng điện xoay chiều không đi qua cuộn dây được. Ngược lại, dòng điện một chiều đi qua tủ không được, nhưng đi qua cuộn dây rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng. À, thì chúng ta dựa vào cái tính chất của nó mà nhận xuất người ta sẽ là dùng ở trong những cái mạch sơ đồ mạch như thế nào. Thì dựa vào tính chất của cái cuộn dây là nó không cho điện xoay chiều đi qua mà chỉ cho điện một chiều đi qua. Thì người ta đây là một cái rắc gắn nguồn đầu vào, BJB1 là một cái rắc gắn nguồn đầu vào. Khi gắn cục sạc vào đây thì cái nguồn 19V nó sẽ đi qua gặp hai cái tụ điện ngay lập tức. Thì các anh biết là cục sạc là nó dùng điện áp từ 220 điện nhà của chúng ta, nó sẽ chuyển thông qua một cái hệ cái một cái mạch là mạch chỉnh lưu, là chuyển sang điện một chiều, cùng với một cái hệ thống chuyển chuyển đổi từ điện xoay chiều sang một chiều, chuyển thành điện một chiều là 19V. Nó đi qua gặp hai cái tụ BC1, BC2 ở đầu cái rắc này. Thì các anh chị biết là cái tụ này nó cho cái điện xoay chiều đi qua rất dễ dàng. Thì ở ngoài này đã là điện một chiều là 19V rồi, nhưng đâu đó trong đó nó còn vương vắn những cái nhiễu xoay chiều từ điện 220. Thì nếu nó còn những cái nhiễu xoay chiều thì nó vào nó sẽ đi theo cái tụ này, nó đi xuống xuống mát, triệt tiêu cái nhiễu này xuống mát ngay lập tức, nhiễu xoay chiều xuống mát. Thì các anh chị biết là cái linh kiện điện tử phần lớn là nó dùng cái điện một chiều, điện một chiều. Và tiếp theo nó đi đến gặp ngay một cái cuộn dây sau khi nó được triệt tiêu rồi, còn đâu đó nó còn vương vắn một số nhiễu gì đó thì nó gặp ngay một cuộn dây. Người ta cố tình đặt cuộn dây ở đầu cái rắc rắc sạc này để không cho cái điện xoay chiều nó đi qua đây. Nếu có điện xoay chiều đi đến đầu cuộn dây này nó ngưng lại thôi, tại vì cái điện xoay cái cuộn dây nó không cho điện xoay chiều đi qua, dây này không cho điện xoay chiều đi qua, mà nó chỉ đứng ở đây thôi, dừng lại ở đây, dừng lại ở đây, không cho điện xoay chiều đi qua đây, và nó chỉ cho cái điện một chiều đi qua thôi. Điện một chiều là DC đi qua rất là dễ dàng. À, đây DC. DC đi qua rất là dễ dàng. Thì đây là tính chất của cái cuộn dây mà người ta sẽ áp dụng vào vào trong những cái mạch mạch laptop. Đây. Loại bỏ cái xung xoay chiều. Nhà tương tự như vậy thì chúng ta có một cái mạch khấu nguồn xung. Như hôm trước chúng ta thấy là ở cái khấu nguồn xung này thì ở đây nó có một cái cuộn dây. Cuộn dây. Thì ở đây là nó được tạo ra từ những cái xung vuông xoay chiều. À, sau khi nó đi qua cuộn dây này sẽ lọc thành điện một chiều, nó chỉ lấy điện một chiều ra đây. Còn từ bên này trở về phía trước là toàn là điện xoay chiều. Và cuộn dây này nó loại bỏ xung xoay chiều và nó chỉ cho cái điện áp một chiều đi qua thôi. À, qua đây kết hợp với tụ lọc. À, hệ thống tụ lọc nó lọc vào bộ nguồn sẽ tạo ra từ cái xung xung nhọn này nè. À, đây là một cái xung cái điện điện một chiều nhưng mà nó chưa được bằng phẳng, nó mới tạo ra. À, từ cái xung vuông nó được tạo ra thì nó có hình răng cưa như thế này, và nhờ những hệ thống tụ lọc thì nó tạo ra điện một chiều bằng phẳng. Và lưu ý bên phải cuộn dây này là điện một chiều chứ không phải điện xoay chiều, tại vì cuộn dây nó không cho điện xoay chiều đi qua. À, thì nó công dụng của nó là loại bỏ cái xung xoay chiều và nó tạo thành điện áp một chiều bằng phẳng để cấp cho cái tải phía sau này. À, trên main board con thấy là cái cuộn dây rất là nhiều, thì cái cuộn dây chúng ta vừa đi đây, cái hình này nè, cái cuộn dây này là nó nằm ở đây, ở những cuộn dây đây nè, đây. À, trong những cái mạch nguồn xung, nằm ở những cái mạch nguồn xung này. Đây thì trên sơ đồ, ở đây là trên mainboard, cuộn dây nó có hiệu chữ L hoặc BL, đây là BL 4501, BL 4502. Ngoài ra thì cuộn dây nó còn những cái trên mainboard nó có những cái hình cuộn dây rất là nhỏ, nó cũng có hiệu chữ BL hoặc chữ L, thì nó có cái hình dạng của nó gần giống như điện trở, nhưng mà chúng ta sẽ phân biệt nó bằng cách là nó ghi là chữ L thay vì điện trở nó ghi là ví dụ R 2021 thì cuộn dây nó sẽ để là BL hoặc chữ L. Chúng ta tìm xem trên mainboard này. À, vâng, trên mainboard thì ngoài những cái cuộn dây lớn thì chúng ta sẽ tìm thấy những cuộn dây rất là nhỏ. Ví dụ như ở đây là LX1 thì bên trong này là đây là nó có hình dạng nó giống như màu màu đen giống như con điện trở của chúng ta đấy. Nó giống như con điện trở nhưng mà nó sẽ phân biệt giữa điện trở và tụ là bằng cái ký hiệu là L, LX1. À, thì đây những con điện con tụ con cuộn dây rất là nhỏ và chúng ta nhìn thông qua cái ký hiệu chúng ta sẽ biết nó là trở hay tụ những anh chị. Tương tự bên này nó có một con là BL 1407 thì đây là một cái cuộn dây.
Thì nếu bình thường nếu chúng ta nhìn bằng mắt thì không thể phân biệt được nó là điện trở hay là cuộn dây, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vào ký hiệu của nó và kết hợp với sơ đồ mạch chúng ta sẽ phân biệt được là cuộn dây hay điện trở nha các anh chị. Thì bây giờ chăm sóc laptop sẽ chia sẻ các anh chị là cách đo đạc của cuộn dây này như thế nào. Thì các anh chị biết là cái cuộn dây này thì cuộn dây thì nó sẽ được từ chân 1 sẽ được nối qua chân số 2 thông qua những cái vòng quấn, thì nó có ký hiệu giống như một cái vòng quấn, những cái vòng quấn như thế này. Ví dụ như khi chúng ta bị đứt loa hay là đứt quạt thì người ta đi ra quấn lại loa và quấn lại cái quạt, là nó sẽ bỏ được cái dây dây cái vòng quấn nó bị hư này, chúng ta nó bỏ đi, nó sẽ quấn một cái vòng quấn mới cho chúng ta. Thì cái vòng quấn này thì đối với như hồi nãy mình đã chia sẻ thì trong laptop thì cái cuộn dây, những cái cuộn dây lớn này nó ít bị hư lắm, rất ít khi bị hư. Những cuộn dây lớn như thế này nó không có bao giờ bị hư. Trước giờ là có một cái trường hợp là làm từ xưa đến giờ, 4 năm trước, 5 năm trước mà gặp một cuộn dây là nó giống như nó bị vào nước và những cái đường mạch ở trong này nó bị oxy hóa nhiều lắm thôi, nó hư thôi. Còn không là là những cái cuộn dây nó ít khi bị hư lắm, cuộn dây lớn này. Nhưng mà những cái cuộn dây nhỏ ngay những cuộn dây nhỏ này và những cuộn dây nhỏ hơn thì nó có công dụng giống như là nó có tác dụng như là một cái cầu chì chẳng hạn, thì nó bị đứt rất là nhiều. Đối với trong MacBook thì nó có hai cái đường tín hiệu của nó từ cổng USB ra, data cộng và data trừ ấy, hai đường truyền dữ liệu, thì nó bị đứt rất là nhiều đối với trong MacBook. Thì bị lỗi đứt cái đường dây rất nhiều. Một cách đo đạc của chúng ta thì chỉ cần là đưa que đo vào hai chân của cuộn dây, que đo đăng vào màu đỏ, que đỏ vào que đăng vào cái chân số 1 và que đỏ vào chân số 2, hoặc là ngược lại thì nó như nhau, tại cuộn dây nó thông mạch như nhau. Và chúng ta đo thông mạch thì chúng ta biết là nó không có bị đứt, là nó còn hoạt động được. Nhưng mà chúng ta đo nếu mà thấy nó đứt rồi, nó không thông mạch, chúng ta để thằng đo ôm, để đồng hồ ở thằng đo ôm nha các anh chị, thằng đo thông mạch đấy. Thì sẵn mình nói luôn nha các anh chị, đây thì thằng đo thông mạch là nó có hai thằng đo, thì chúng ta sử dụng thằng đo diode. Thằng đo diode thì nó nếu mà nó thông mạch thì nó về không ôm, nó về không ôm. Còn nếu mà thì nó thằng đo thông mạch mà nó có, đây là có cái loa đó, nếu mà thông mạch nó sẽ về không ôm và nó kêu lên nữa, hoặc là nó phát ra âm thanh nữa, nó kêu kêu tích 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 đó, tích đó các anh chị. Nếu nó chập thì nó tích liên tục luôn. Thì chúng ta biết là thằng đo thông mạch thì sau này là mình nói là để thằng đo thông mạch là các anh chị biết là cái thằng đo là để thằng đo ôm. Chập hai quạt hai cái que đo này nó sẽ về không ôm ngay. Thì đó gọi là thằng đo thông mạch. Thì để thằng đo thông mạch thì chúng ta đo ở ở chân số 1 và 2 cuộn dây thì sẽ lên nó thông mạch ngay lập tức. Tương đương tại vì nó tương đương với một con điện trở là không ôm. Không ôm, thông mạch ngay lập tức. Và trong loa thì hư khá nhiều, nó sử dụng trong loa rất là nhiều. Cuộn dây trong loa thì nó có hình dạng như thế nào? Thì trong loa nó cũng sử dụng một cuộn dây như thế này, cuộn dây như thế này. Một thì nó trong loa nó bị đứt khá nhiều anh chị. Loa nó bị đứt khá nhiều. Trong loa thì cái cuộn dây này nó bị đứt khá nhiều, và trong cái quạt quạt laptop thì nó vẫn dùng là cuộn dây, nó dựa theo tính chất của tạo ra từ trường, tạo ra từ trường, và nó sẽ làm cho quạt quay hoặc là tạo ra cái dòng điện và nó làm cho loa nó phát ra âm thanh chúng ta nghe được. Thì cách đo đạc cuộn dây thì chúng ta để thằng đo thông mạch và đo vào chân 1 và chân 2 của cuộn dây. Nếu mà dặn cái đồng hồ nó báo về không ôm là cuộn dây đó còn tốt, và nếu mà nó vô cùng, nghĩa là nó không có nhúc nhích, nó không có lên một cái chỉ số nào hết, thì cái cuộn dây này đã bị hư rồi, chúng ta nên tìm thay cuộn dây khác. Thì đơn giản cuộn dây chẳng qua nó là một sợi dây nó được quấn nhiều vòng thôi, chứ chẳng qua nó là một dây dẫn thôi, một sợi dây điện quấn nhiều vòng thì nó tạo thành một cái cuộn dây và nó tạo ra từ trường. Thì ở đây thì mới chia sẻ các anh chị là tại sao là trong laptop ở cái đầu này nó có một cái cuộn dây và nó là một cái cục to thế này, nó vướng víu, nó vướng víu như thế này, và chúng ta đưa gắn vào cục sạc vào máy. Thì các anh biết là cuộn dây thì hình dạng bên trong như thế này, đó là một sợi dây dẫn bình thường thôi, nhưng nó quấn qua một hai vòng dây hoặc một vòng dây, thì ở trong này nó có một cái lỗi than than từ đấy, hoặc là lỗi thép tùy theo cái nhãn xuất. Thì nhiệm vụ của nó thì các anh bị biết là cái cuộn dây này nó tạo ra từ trường và nó không có cho nhiễu xoay chiều đi vào. Thì bây giờ là từ điện 220 nó qua cục sạc và nó đi vào đây. Nó đi vào đây, nó gặp ngay cuộn dây thì bắt đầu là nó đâu có đi qua điện xoay chiều. Điện xoay chiều không đi qua cuộn dây được, và điện xoay chiều chỉ đứng ở đây.
và nó chỉ cho cái điện 19V đi vào bên trong máy. Là một đối chiếu cuộn dây là như vậy. Cái đây là một cái tính chất rất là đơn giản, như cái nhiều anh kỹ thuật đã làm rất là 5 năm trong nghề nhưng mà hỏi là không có trả lời được, tại vì các anh không đi sâu chuyên sâu về cái phần kiến thức của điện tử cơ bản và hiểu sâu về cái nguyên lý, thành ra là không hiểu được. Có nhiều anh là làm thì được nhưng mà nói về giải thích về nguyên lý thì không giải thích được. Có rất là nhiều cuộn dây sử dụng trong laptop thì thông thường là sử dụng cuộn dây như thế này, và hai cuộn dây lớn này, ba cuộn dây lớn này, và những cái cuộn dây nhỏ này dùng rất là nhiều ở trong những cái đường chuyển dữ liệu, ví dụ như dùng trong mạng LAN, IC-LAN thì nó sẽ có những cái đường chuyển dữ liệu, chúng ta có thể về một cái sơ đồ cụ thể, nó sẽ thông qua những cái đường này nó chuyển dữ liệu vào thông tin vào cho IC-LAN này. Đây, nó qua đây, và trong đây là những cái biến thế cách ly, ở trong đây là những cái cuộn dây này, những cặp cuộn dây này, có nghĩa là ví dụ như khi anh gắn cái dây LAN vào đây thì cái đường có đường dữ liệu, bốn đường dữ liệu sẽ đi vào đây. Đường dữ liệu thứ nhất nó đi vào ở chân số 13, 14, là vào đây nó có một cuộn dây, và bên này nó đặt một cuộn dây thứ hai bên này. Cuộn dây đầu tiên nó sẽ đưa dữ liệu vào đây và nó tạo ra từ trường, trong từ trường này nó mang cái thông tin là mạng, thông tin của nhà mạng, và nó cảm ứng từ qua cái cuộn dây số 11, 12 và nó đưa vào trong máy. Đây là nó cực kỳ là hay, nó đưa dữ liệu thông qua cái từ trường. Đấy. Còn trong laptop thì nó còn dùng ở trong loa và trong fan, trong quạt đó. Thì đây là tính chất của cuộn dây là như vậy. Và chúng ta đo đạt thì chỉ cần là đo thấy cái đồng hồ nó lên, nó báo cái tổng trở nó về gần gần như không ohm là ok. Không ohm là ok, có nghĩa là nó thông mạch. Đây, cuộn dây bản chất của nó là một sợi dây dẫn và được xoắn lại nhiều vòng thôi. Đấy. Và cuộn dây thì những cuộn dây lớn ít hư, nhưng cuộn dây những cuộn dây nhỏ thì bị hư khá nhiều. Như cái cuộn dây trong biến thế cách ly đây thì khi bị sét đánh thì cuộn dây này nó dễ bị nổ lắm, cháy nổ hết. Bị sét đánh thì nổ cuộn dây biến thế cách ly. Ấy, khi đo đạt cái trên mainboard thì tương tự như vậy thôi, chúng ta để một que ở đầu cuộn dây này và một que đầu cuộn dây này, chúng ta đo thôi. Tương tự cho loa thì chúng ta đo hai đầu của loa. Dù loa nó sẽ có hai cái ra hai cái rắc cắm thì chúng ta đo hai đầu. Và nếu nó thông mạch thì là cái loa nó còn còn bình thường. Là cái đường mạch của đường đường loa nó không có bị đứt. Nhưng mà có rè không thì mình tính sau nhé. Tương tự cho đo đo quạt cũng vậy. Hai đầu cuộn dây của quạt. Và tương tự như đo những cái đầu cuộn dây nhỏ này cũng vậy, một que vào đầu bên này và que đầu đầu bên này. Thì chúng ta sẽ đo đối với đo những cái cuộn dây nhỏ hơn thì tương tự như vậy, một que chúng ta sẽ đo vào đầu bên này và que còn lại chập vào đầu bên này. Chúng ta thấy nó thông mạch là cuộn dây này chưa có bị đứt, còn hoạt động tốt. Lưu ý là hoạt động tốt là nó không bị đứt thôi nhé. Còn ví dụ như những cuộn dây mà nhỏ như thế mà nó bị ví dụ như nó có vì một sự cố nào đó bị vào nước hay là bị gì đó mà nó bị hở cái lớp mạch vỏ ngoài này, và cái việc tạo ra từ trường nó có bị ảnh hưởng hay không thì mình tính sau nhé. Mình chỉ nói là đang có bị đứt hay không thôi, mình đâu để xác định được bị đứt hay không. Chứ còn nếu mà ví dụ những cái đường dây này mà nó cái lớp lớp dẫn điện của nó bị trầy hoặc bị tróc ra mà nó sẽ bị nhiễu thì nó sẽ khác, mình sẽ tính sau. Còn đây chúng ta đang đang nói về cái việc là xác định cái cuộn dây này nó có bị đứt hay không. Đến đây thì chăm sóc laptop đã chia sẻ xong cho các anh việc là hiểu được là cấu tạo nguyên lý hoạt động của cuộn dây trong laptop, và chia sẻ cho anh cách là đo đạc về để biết cuộn dây nó còn có bị đứt hay không. Vâng, thì trong laptop thì những cuộn dây có kích thước lớn là được áp dụng trong những cái khối nguồn xung, dùng trong quạt, dùng trong loa, và những cuộn dây có kích thước nhỏ hơn thì được ứng dụng trong bao cao áp, hoặc là trong biến thế cách ly, hoặc là nó dùng cấp cho những cái khối nguồn có công suất thấp, và nó lúc này nó có công dụng như một cái cầu chì. Hy vọng mà các anh sẽ thành công với cái bài học cuộn dây này để ứng dụng vào sửa chữa thực tế. Xin cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau. Xin cảm ơn ạ.